được vào trong nhà Chúa. Ai sẽ đi lên, ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh của Ngài. Là người sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay chính, lòng nghĩ suy công bình, miệng chẳng tính vu oan. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Ai sẽ đi lên, ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh, sẽ ở trên núi thánh. Người chẳng dám làm hại, không làm nhục ai đâu. Họ ghét khinh dân ta, trọng người kính Chúa Trời. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Trên núi thánh của Ngài, người thiệt cũng giữ lời, không đặt nợ thù lấy. Họ hái mưu dân bày, đời họ sẽ không lấy. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Ai sẽ đi lên, ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh, sẽ ở trên núi thánh của Ngài.